Hello, xin chào mọi người. Trong cái ngày Noel như thế này, thời tiết rất là lạnh nha mọi người, rất là lạnh. Mọi người đã đón một cái Noel Giáng sinh như thế nào? Còn riêng về em này, sáng giờ là mọi người đi chơi hết trơn à. Đóng hàng cũng hôm nay cũng nhiều nhưng mà ít hơn so với mọi ngày. Thì hôm nay em quay một cái video sớm để mọi người mà tối nay mà những ai mà xem những cái chương trình Noel hoặc là xem những cái video Noel thì có thể là xem được cái video ngày hôm nay. Em sẽ giới thiệu rất là nhiều sản phẩm cho mọi người. Mọi người có thể là đăng ký kênh để lướt xuống phía bên dưới để xem được những cái sản phẩm em quay video này gì nhá. Hôm nay giới thiệu cho mọi người về cái dòng sản phẩm sữa tắm MV. Mọi người, đây là dòng sản phẩm sữa tắm trắng là cái chai này 1 lít, tức nghĩa là 1.000 ml, xài rất là trắng. Và cái dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm nhập khẩu những cái thành phần từ Pháp cho mọi người. Nước sữa tắm nước hoa cao cấp trắng da EVY, tức là nghĩa là sẽ giúp làm trắng da. Và cái này là hương hương hoa sen, và đặc biệt là sẽ có cái tinh chất ngọc trai trong này nhé. Đây là hương hoa lavender và tinh chất ngọc trai đó. Thì mọi người thích cái mùi hương nào thì có thể mua mùi hương đó. Thì riêng về bên em thì hai cái mùi hương này bán chạy ngang nhau, và cái chai này rất là tiện lợi luôn. Mọi người cứ thử nghĩ đi, một cái chai như thế này nè mà cái gia đình tắm đó, nó cực kỳ rẻ luôn và cực kỳ tiết kiệm luôn đó, cực kỳ tiết kiệm luôn. Chai này bự chả bé luôn, to lắm mọi người. Mua hai chai này về xài cho tặng trong cái mùa lễ Tết như thế này nè. Mọi người ơi, mọi người nên chú ý đến gia đình của mình. Ví dụ như là mình chỉ mua những cái phần quà yêu thương gửi tới gia đình để cho kiểu như là sẽ có một cái mùa Tết thật lắm như thế này. Đó, một chai sữa tắm nước hoa cao cấp như thế này, màu hồng nè, này màu tím nè. Đó, hàng của Hàn Quốc nha mọi người, hàng của Hàn Quốc, Korea. Đây là dòng sản phẩm sản xuất tại Việt Nam nhưng mà những nguyên liệu của nó từ Hàn Quốc, và cái chai rất là nặng luôn. Em nghĩ là cái chai này tắm cũng phải là gia đình 4 người tắm là tắm không phải là 3 4 tháng hết nha mọi người. Theo em thì gia đình em tắm một cái chai này tới 3 tháng rồi, rất là tiết kiệm luôn, chỉ có vài chục ngàn thôi. Ừ, không thể tin được luôn nha. Nhưng ai mà muốn mua chai sữa tắm nước hoa EV là mọi người thấy chữ EV là bắt đầu em chụp rất là dễ, hoặc là mọi người có thể chụp hình như thế này nè. Đó, ví dụ như chọn màu tím thì chụp hình màu tím như thế này, chọn màu hồng thì chụp hình màu hồng như thế này. Sữa tắm EV của Hàn Quốc thì đây là cái phiên bản rất là mới mẻ, cũng như là em khuyên mọi người nên sử dụng thử nha, tại vì cái giá của nó cũng cực kỳ bình dân và rất là thích hợp cho những ai mà muốn có một dòng sản phẩm sữa tắm trắng ngay tại nhà với cái dung tích lớn như thế này nha. Cảm ơn mọi người đã đón xem video bên em, và mọi người ơi có thể là liên hệ số điện thoại bên dưới để được đặt hàng, hoặc là liên hệ qua số điện thoại là 0933 766 739 hoặc là 077 33 39 279 hoặc là 0355 838 057 hoặc là 077 339 279 nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.